Tôi đúng 12 giờ luôn á. Hôm nay nó làm cái sân gì này, giống dạng sân banh sân cỏ. Thôi dừng lại ha, mình chạy qua đó là ra rồi ra sẽ là Hà Nội rồi. Này khu công viên nó chỉ có phạm vi như thế này. Không biết mình có nên gửi xe đi bộ xe đi ha, xe đi vòng vòng xuống cái công viên trên chút. Xe chạy qua khúc này được rồi, đi gặp hoa khổng lồ. Đường là đường D9 D7 hẳn ở bên kia nó cũng có này. Anh ở đây là đụng lại Nguyễn Cơ Học thôi. Nó hình như cuối Nguyễn Cơ Học là nó ấy. Tình thế khá ở đây đó, mấy cái cây xà la này bữa đi xuống chùa gì đó, chùa Hằng Pháp á, đẹp đẹp. Bây giờ lên trên đây cũng vậy, thấy cây nó còn nhỏ đó, rụng lá ra đẹp ơi đẹp, nó non nhìn như có một khu vậy. Còn lại cái đường đi chính hồi nãy mình chạy ở dưới đây mình chưa có hầm dưới xe, không thấy hầm dưới xe nữa.
trước thôi. Rồi, nhiệm vụ của mày trong ngày hôm nay đã hoàn thành rồi. Ừ, cho mày nghỉ hưu. Tới công viên là hoàn thành nhiệm vụ. Còn phút nữa. Ok, còn phút đứng ấm xe đi ha. Giờ dừng cái video này thì nó không đủ 1 phút. Rồi dừng ấm xe đi. Đây. À, hầm cái xe của mình đây ha. Nó tới hai bên rồi đó. À, bên đây và bên kia. Kia như xe ô tô. Này xe máy. À. 10 giây nữa ha. Dừng video này ha.